đứng chừng kìa. Trời ơi giỏi quá, chỉ cần giỏi quá thôi. Tần ngài. Dắt xôi giỏi. Hay quá giỏi. Chủ thành này thiệt. Bóp. Rồi, đứng nè. Bóp. Tưng. Đứng hai chân vậy sao đứng chứ đứng ngay ngắn lại. Dạ. Mỏi hả? Rồi đứng hai lần mỏi hả? Rồi đứng. Hết rồi. Chết rồi. Cười. Bỏ đâu rồi? Đứng nè. Từng tưng. Trời ơi cái áo gì chật mít lắm. Nè đứng nè, không có nhát. Nè. Ôi. Rồi đứng rồi nó sợ đứng rồi đứng giống cái chừng lên. Đứng nè, giỏi nè. Nè, Chí Cường có nhắn gì không? Nó bỏ nó lâu rồi ạ. Chí Cường. Đó, Chí Cường đứng chừng kìa. Quá giỏi rồi.
Let's start off first with the ring alarm sign. It really is a shock in and of itself. It would do such things as cross-cutting, ripping wood, provided with minor cuts or angle cuts. It can also do radial cuts, which are slots in wood, and hole in doors. And if you're up to tackling the job, it's easier to tackle it using drum sand. Now we've resized the part of our frame so that our ring alarm saw sits in an area that will bring its table head to that of our countertop. Now before we do any cutting, we have to think about safety. And the thing about this particular nice feature is it has a keyed safety switch. So toddlers can't turn it on, and if you have the key, your brother-in-law doesn't get to use your saw. But that all said and done, we need to think about protecting our eyes and our ears. Guy? This particular saw generates a lot of noise. Of course, helping the hand of the saw into position. Extreme machine. Come visit us on TLC. Oh sure, of course we help small businesses. We can take care of that. We actually have several cards to help you manage expenses better. Maybe our credit card will work for you. I'll set up a meeting for you with one of our CPAs. Together we can sort this tax situation. You can always make adjustments when your situation changes. Call American Express at 1-800-SUCCESS to help your small business do more. I blame my father's death on the scene rope. My grandfather's too. In tightrope walking, wire rope is more stable. The crowd's low. I don't want to sing. But I tell you, wider is better. Introducing the new Light Track Grand Prix. Feel the non-stop excitement. Lăn cù mèo. Con mẹ nó kìa.
sẽ giữ người được thế. Chí Cường mũi hết á. Chí Cường cười đó, cười đi. Giỡn tay, giỡn tay.
qua mà đi đó. Nhảy cái nữa thôi. Ôi ngồi kìa. Nhìn mầm kìa. Chí Cường ca kìa, hay quá, hay rồi. Trời ơi, ca kìa, quá hay rồi ông ơi. Ca nữa coi, ca nữa đi, ca nữa. Ca nữa Chí Cường. Thôi chị ba. Ca nữa đi, ca nữa đi con. Ca nữa. Hát nhạc không ca nữa hả? Ca nữa đi. Ca nữa. Đẩy ra đây nè. I'm not talking about this. I'm just calling this. I'm just not
non-system disc or disc and replace and scratch any cable. Việt Nam đâu? Mà chị thấy nhà lục sụp quá. Không phải Việt Nam đâu. Nhà mới.
hơi của mày nhỏ xíu à. Mừng ba Tết ở Mỹ nha. Năm người hả? Mày con 10 thôi, nãy giờ chưa có ra, nó cứ chùa lại cái con lớn thôi chứ. Đúng không? Phương chia bài thì những người thông minh mày nghĩ nghĩ xa chút. Trời ơi. Tao đỉnh đang nãy đây nè. Gì vậy? Trời ơi, trời ơi. Heo bánh này là Tết người ta tặng đó. Trời, heo ốm ăn chi vậy? Tại bởi như kẹt heo đó mình là mình tốn tiền quá mẹ bà bán nó giao giờ phải mua. Heo ốm. Heo ốm anh bài. Ừ. Chờ chút mặt lên. Hả? Chờ chút mặt. Dám luôn dám mặt lên. Bỏ ăn rồi được rồi. Ừ. Đến hả? Cái con số 8 là bích sầu đào. Thờ Tết. Nó nay tiêu điều hết rồi, cây cây rồi nó hết. Nói lại đi. Cái bà này đang ăn là vợ ông heo ấy. Quên, nói mà sao thiếu một chữ. Cái bà mập này. Cái bà mập này đi ăn hoài đó là vợ. Thấy chứ cũng gặp bà ăn. Ê, ông phải nha, lúc này ốm rồi nha. Ốm rồi mà còn cỡ đó nè. Ừ, ốm mắt 18 rồi. Đó, Tết á. Mua bánh tét bây giờ còn một đống ăn chưa hết. Cái này là cái bánh chưng, bánh chưng á, bánh chưng ăn cũng ngon lắm hả gì con. Bia cuối lần đến nay đầu tuần mới đi chợ về với chị hơi đầy đầy chút, cuối tuần thì cũng sạch sẽ. Đây là cái tô mà lòng heo Phượng thì hôm qua ế, còn tới bữa nay không ai thèm ăn hết. Còn đây là cái dĩa con gà luộc hồi sáng mùng 3 này cúng nè, mà bây giờ gỡ ra đó cũng ế không thay ai thèm rửa tới. Còn đây là nồi cháo gà nấu hồi sáng ế nhẹ, còn một đống không ai thèm ăn. Đây là cái hàng nước ngọt trong nét ở bên Việt Nam chắc khác của bên Mỹ, là tại vì bên Mỹ toilet với lại phòng tắm thường thường nó hay chung, mà cái sink này rửa mặt cũng chung luôn. Đây là cái bathroom, cái nhà tắm ở của nhà mình ở Việt Nam, còn một cái nhà tắm nữa nhưng mà nhà tắm kia nhỏ không có cái toilet, tất cả đều màu xanh lá cây. Đây nè, bây giờ Phượng đi vô và bắt đầu quay ngược trở lại. Quảng cáo gì vậy? Quảng cáo quay bụng. Trời ơi, gặp nhầm ông đĩa rồi. Vậy là Tết này hên. Tết này hên rồi. Đó, đóng cửa lại. Thấy rồi. Kẹp không? 16 là đạo hiền cà phê với thuốc hút. Quan cảnh Tết ở Mỹ cũng vui ha. Có chừng tôi kêu công an tới bắt như cái thằng bài đó nha. 3 năm tù á. 3 năm tù tôi nghe. Bây giờ 15 tôi cũng chịu được đó, 3 năm tù. Vô tù sướng hơn nè. Thì bây giờ ở ngoài trời là lạnh dưới 0 độ C đó. Phải không, ở ngoài trời 0 độ C. Dưới 0 độ C luôn. Có không, mới mình ăn. Thì tăng cơ ngon mà men. Tới rồi. Nó ngủ rất là ngoan, lâu lâu mới khóc một lần, nhưng mà nó lăn lộn dữ lắm, nó muốn đổi chỗ là nó ngồi dậy, rồi nó xây đầu này nó xây đầu kia, có nhiều khi một đêm nó ngủ đủ hướng hết, nhưng mà nó muốn
lăn thì nó phải ngồi vậy, ngồi vậy nhưng mà nó mắt nhắm nghiền, nó hay tóc mềm lắm. Bữa nay chiếc cừu nó bị bệnh nè, bị sổ mũi, ho rồi đã nóng nữa. Nhưng mà nó ngoan lắm, nó không có khóc tiếng nào hết. Chơi không? Tội nghiệp lắm. Hôm nay là chiếc cừu đúng 11 tháng đó. Còn 1 tháng nữa là chiếc cừu thôi nôi, từ được 1 tuổi. Nhưng mà nó nhát, nó không chịu đứng, nó không chịu đứng lâu. Nó không chịu đi. Chưa biết đi mà đã muốn chạy rồi. Bữa nay là mọc được 4 cái răng, 2 cái răng trên, 2 cái răng dưới. Mới mọc lú ra thôi, thành ra nó bị nóng đó. Với lại trời này ở ngoài vừa gió vừa lạnh, cho nên con nít mà bước chân ra ngoài rất là dễ bị bệnh. Người lớn đi ra ngoài còn rung lọc cạch. Lúc mà buổi sáng thấy cường thức dậy, thường thường nó thức dậy 7 giờ rưỡi, 8 giờ rưỡi hoặc 9 giờ rưỡi. Trung bình là 8 giờ rưỡi nó thức dậy. Nó giói tay lên cái bàn này nè, nó lấy tất cả những đồ chơi này nó liệm xuống đất, hoặc là nó đem vô cái nôi của nó chơi. Khi mà nó chơi chán rồi thì bắt đầu nó khóc. Khóc rồi nó đòi nhào qua cái giường này của mẹ với ba nó đang nằm ngủ. Cái này trước kia có đủ thứ đồ hết, bây giờ dẹp hết rồi. Tại sao cái cừu nó phá kinh hoàng lắm, nó phá dữ lắm, chịu không có nổi. Dẹp lên đây hết rồi. Mình cũng hồi chưa lấy chồng. Làm tôi đây bao năm dài chưa. Gọi gì làm gì chị gọn nha. Không phải chơi à. Cái gì cho vợ? Cái gì cho vợ chị gọn á.